Vâng, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với bản tin Anh Em Update. Và chủ đề của Anh Em Update tuần này sẽ là con số 4. Trong tuần vừa qua thì số 4 là một số rất hot. Khi mà chúng ta nhắc tới chữ số 4 thì có thể là anh em sẽ liên tưởng tới 4 cái làn ở trong sách giáo khoa lớp 1. Và chữ số 4 cũng chính là 4 mẫu iPhone mà đã được ra mắt trong đầu tuần. Thế nhưng mà tất nhiên rồi, Anh Em Update là nơi để chúng ta bàn luận về công nghệ chứ không phải là bàn luận về sách giáo khoa. Thế nên là ngay bây giờ sẽ là những thông tin hot nhất, nổi bật nhất về 4 mẫu iPhone 12 đã được ra mắt trong tuần qua. Vậy thì anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Anh em ơi! Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì như thường lệ, bây giờ anh em đã có thể đặt hàng trước được cả 4 mẫu iPhone này tại chuỗi hệ thống cửa hàng của Cellphonet. Và tất cả thông tin về mức giá, về khuyến mại, tất cả các thứ mình sẽ để cho anh em đường link ở phía bên dưới để cho anh em có thể tham khảo thêm. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại những thông tin nổi bật nhất về thế giới công nghệ trong suốt một tuần vừa qua. Vâng, và như vậy thì iPhone 12 đã được ra mắt, ai ai cũng đón chờ, ai ai cũng chào mừng chiếc máy này. Thế nhưng điều này sẽ không đúng với thị trường Trung Quốc khi mà rất nhiều nền tảng livestream tại Trung Quốc đã không phát sóng, không tường thuật trực tiếp sự kiện iPhone 12. Thậm chí là đối với lại những người dùng tại Trung Quốc thì họ sẵn sàng ném đá và thậm chí tẩy chay chiếc máy này. Và thậm chí là họ đã nói rằng họ sẽ đợi chiếc Huawei Mate 40 Pro thay vì mua chiếc iPhone 12. Sự kiện iPhone 12 vừa qua là một trong những sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm nhất trên quốc gia tỷ dân, với 6 tỷ lượt xem livestream iPhone 12. Và tất nhiên là từ khóa iPhone 12 cũng đã chiếm top đầu tìm kiếm của Weibo. Tuy nhiên thì có một điều khá kỳ lạ là không nền tảng livestream nào của Trung Quốc livestream sự kiện iPhone 12, kể cả những nền tảng lớn ví dụ như Tencent Holding hay là Bilibili cũng không có bất kỳ động thái nào. Và đây là lần đầu tiên tình trạng này diễn ra. Trong khi đó thì các năm trước thì hai nền tảng này đều thuê người dịch thuật và bình luận sự kiện về iPhone. Trong khi đó thì người dùng tại Trung Quốc cũng đã chia ra rất nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người nói rằng 5G của iPhone 12 là vô dụng tại Trung Quốc. Có người lại nói rằng sẵn sàng chờ đợi chiếc Huawei Mate 40 Pro của Huawei thay vì mua cho mình một chiếc iPhone 12. Có người lại phàn nàn là tại sao iPhone 12 lại đắt đến như vậy trong khi lại không có củ sạc và tai nghe. Tuy nhiên dù nhận được nhiều ý kiến trái chiều, thế nhưng mà các nhà phân tích cho rằng iPhone 12 năm nay vẫn sẽ bán được tại quốc gia tỷ dân này. Và không chỉ có Trung Quốc mà mới đây thì Samsung cũng được thể đá xoáy iPhone 12. Cụ thể là hãng này đã đăng một dòng trạng thái ám chỉ về việc iPhone 12 là người đi sau trong việc đưa công nghệ 5G vào các thiết bị smartphone. Nguyên văn dòng trạng thái của Samsung là như sau: một số người hiện tại mới chỉ bắt đầu nói xin chào với tốc độ, trong khi đó chúng tôi đã làm bạn với tốc độ được một thời gian lâu rồi. Việc Apple bị chế giễu vì 5G thực ra cũng có lý do của nó, vì hiện tại mặc dù 5G rất nhanh và mạnh, tuy nhiên nó vẫn chưa được quá phổ biến. Và mình nghĩ rằng là phải mất tới 2 cho đến 3 năm nữa mới có thể phổ biến được. Thế nên là chúng ta vẫn sẽ phải chờ xem trong thời gian tới 5G của iPhone có thể làm được gì. Trước khi mà anh em thấy tội nghiệp cho Apple thì mình nghĩ rằng là anh em không nên làm như vậy. Bởi vì là chính Apple trong sự kiện iPhone 12 thì cũng đã đá xoáy rất nhiều hãng. Mà đặc biệt trong số đó không chỉ một, không chỉ hai mà là toàn bộ các thiết bị smartphone của Android. Nạn nhân đầu tiên của Apple chính là Spotify khi hãng đã không thèm đả động đến dịch vụ nghe nhạc này khi giới thiệu chiếc loa thông minh HomePod Mini. Trong khi đó thì Apple vẫn nhắc tới các dịch vụ khác, ví dụ như là Apple Music hay là Amazon Music, vân vân và vân vân. Thế nhưng tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của Spotify. Và lý giải cho điều này thì có thể nói tới việc hiện tại Spotify đang là một trong những công ty nhiệt tình nhất trong việc chống lại sự độc quyền của Apple bên cạnh Epic Games. Và tất nhiên là hai công ty này đã hợp sức để tạo nên một cuộc chiến tốn rất nhiều giấy mực của Apple trong năm vừa qua. Và tất nhiên là cũng giống như Epic Games thì hành động của Apple với Spotify là mặc kệ. Và tất nhiên là nhiều khả năng là HomePod Mini vẫn sẽ được hỗ trợ Spotify. Tuy nhiên cái việc mà Apple họ không đả động gì tới dịch vụ này, có thể đây sẽ là một lời nhắc nhở đanh thép. Biết điều thì ngoan ngoãn mà tuân thủ nếu không muốn số phận giống với lại Epic Games. Thế nhưng mà chưa hết, trong sự kiện vừa rồi thì Apple đã cà khịa nguyên một dàn smartphone Android khi nói rằng chip của Apple mạnh hơn tới 50% so với tất cả các điện thoại khác trên thị trường. Khó có thể không đồng ý với Apple về việc con chip của Apple hiện tại đang có một hiệu năng cực kỳ ấn tượng. Thế nhưng mà hãng còn dõng dạc tuyên bố rằng có thể thắng được cả laptop, thậm chí là chê bai các điện thoại Android rằng trong khi các điện thoại Android còn chưa bắt kịp chip A13 của năm ngoái thì năm nay A14 đã ra mắt rồi với một hiệu năng còn ấn tượng hơn nữa. Và với con chip được sản xuất trên tiến trình là 5 nanometer thì tất nhiên sức mạnh của nó là khỏi phải bàn cãi. Tuy nhiên đừng quên rằng con chip Snapdragon 875 vẫn còn chưa ra mắt và chúng ta sẽ cùng nhau xem cuộc đối đầu của hai con chip này sẽ như thế nào nhé. Khép lại một loạt thông tin về iPhone 12 thì sau đây sẽ là một thông tin mình muốn chia sẻ với anh em về Huawei. Cụ thể là mới đây thì đã có thông tin cho rằng Huawei sắp tới sẽ bán một phần mảng điện thoại Honor của mình. Và lý do không gì khác chính là bởi vì lệnh cấm của Mỹ đã ảnh hưởng rất nhiều tới hãng điện thoại này. Mới đây thì theo như hãng tin Reuters thì Huawei đang đàm phán và liên hệ với rất nhiều bên để có thể bán một phần mảng smartphone của Honor.
công ty con của Huawei. Và đối tác chính của Huawei trong thương vụ này chính là tập đoàn Digital China Group. Và hiện tại tập đoàn này đang là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của Honor. Và bên cạnh đó thì Huawei cũng đang đàm phán với rất nhiều đối tác khác, ví dụ như là TCL và Xiaomi. Theo những nguồn tin thì thương vụ này có thể trị giá lên tới 3,7 tỷ đô la. Và lý giải cho quyết định này là bởi lệnh trừng phạt của Mỹ đã ảnh hưởng rất nhiều tới Huawei, buộc hãng phải quyết định tập trung nhiều hơn và phát triển mảng flagship hơn cả dòng tầm trung và giá rẻ. Và theo chuyên gia phân tích thì đây có thể là thương vụ win-win cho cả hai bên cùng có lợi, khi mà phía Honor nếu như mà họ tách ra khỏi Huawei thì cũng sẽ không còn chịu lệnh trừng phạt từ Mỹ nữa mà có thể tiếp tục phát triển. Và chưa rõ thương vụ này có thành sự thật hay không, nên chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi trong khoảng thời gian sắp tới nhé. Kết thúc bản tin ngày hôm nay sẽ là một thông tin về chiếc điện thoại OnePlus 8T vừa mới được OnePlus ra mắt cách đây không lâu. Thế nhưng mà không chỉ có chiếc điện thoại này mà OnePlus mới đây còn nhá hàng một chiếc đồng hồ thông minh sẽ được hãng cho ra mắt vào cuối năm nay. Mới đây thì OnePlus đã xác nhận rằng hãng đang nghiên cứu và phát triển một chiếc đồng hồ thông minh có tên là OnePlus Watch. Đây là chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên của OnePlus, và nếu như theo truyền thống thì rất có thể đây sẽ là chiếc đồng hồ có mức giá vô cùng cạnh tranh với các đối thủ khác trên thị trường. Tuy nhiên hãng lại chưa vội ra mắt chiếc đồng hồ này, có thể là vì muốn nó hoàn thiện hơn, và chiếc đồng hồ này rất có thể sẽ được hãng cho ra mắt vào cuối năm nay. Như vậy là với sự có mặt của chiếc đồng hồ này thì OnePlus sẽ hoàn thiện được hệ sinh thái của mình cùng với những chiếc điện thoại ví dụ như là OnePlus tai nghe, và tới đây sẽ là đồng hồ. Bên cạnh đó, trong tuần vừa qua, chiếc OnePlus 8T cũng đã được ra mắt với cấu hình được đánh giá rất cao. Với màn hình 120Hz, con chip Snapdragon 865, pin 4.500mAh và mức giá xấp xỉ là khoảng 19 triệu thì đây hứa hẹn sẽ là một sản phẩm rất hot trong thời gian tới. Và tất nhiên bọn mình cũng sẽ có một video đánh giá sớm thôi, anh em hãy theo dõi nhé. Vâng, và như vậy chúng ta đã điểm qua một vài những thông tin nổi bật có trong tuần vừa qua, và tất nhiên nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay vẫn sẽ là chiếc iPhone 12. Và tuần tới thì thậm chí là chúng ta sẽ còn nói về chiếc iPhone này nhiều hơn nữa. Vậy còn anh em thì sao? Ấn tượng của chiếc iPhone 12 trong tuần qua của anh em là gì? Thì anh em hãy comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên là hãy bấm like, share và subscribe kênh YouTube của anh em TV, bởi vì mình hứa rằng trong tuần tới sẽ toàn là về iPhone 12 thôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Đây là Hải Trường. Bye bye. Snow Music Studio.